Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Quý vị chuẩn bị mua nhà, quý vị muốn bán nhà, quý vị muốn làm loan để mua nhà, hay là quý vị muốn refinance cái món nợ đó, cái mortgage đó, để mỗi tháng tiết kiệm được một số tiền, hay chúng ta cần phải rút tiền, lấy equity ra để làm business, vân vân. Tôi mời quý vị theo dõi chương trình này và Kennedy sẽ là người đưa đến cho quý vị những information mà quý vị cần biết. Chào Tấn Ngộ Kennedy. Chào Nguyên Khôi và chào thính giả của Đài Quê Hương. Vâng, số điện thoại để quý vị gọi cho Kennedy là 408-775-6563. Vì chúng tôi ngồi cạnh Kennedy cho nên chúng tôi chỉ hỏi trực tiếp, không cần phải gọi số điện thoại nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn nói chuyện với Kennedy thì quý vị gọi số 408-775-6563. Thế bây giờ đây là những câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi tới Kennedy trong tuần lễ này. Ai cũng thắc mắc là không biết thị trường địa ốc ngày hôm nay tại vùng B của chúng ta nó như thế nào, có gì hấp dẫn không em? Dạ, anh Nguyên Khôi, thị trường ở vùng Bay Area này số lượng nhà bắt đầu cũng giảm bớt đi. Tại vì mình thấy tháng 7, tháng 8 là cái số lượng nhà nó có nhiều hơn trên thị trường. Và bây giờ mình qua đến tháng 9 thì mình thấy cái số lượng nhà nó giảm hơn 40%. Wow. So có thể là hồi lúc trước là ở quận hạt Santa Clara mình có thể là thấy đến 1.800, những cái nhà bây giờ chỉ có 1.400 thôi. Thì cái nhà mà ở San Jose này đó, cái active single house bây giờ đó là chỉ có 406 căn thôi. For whole San Jose. So cái số lượng nhà giảm bớt đi, tại vì mình thấy là thị trường nhà tháng 7, tháng 8 mình thấy cái nhà bị giảm, có những cái nhà phải giảm giá một tí xíu. Rồi mình thấy số lượng nhà có nhiều hơn thì mình nghĩ đến là cái thị trường có thể ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ đó thì lại ngược lại, số lượng nhà lại ít trở lại. Khi mà số lượng nhà ít trở lại đó thì cái nhu cầu của người ta nó tăng lên. Lạnh có phải là ít người nhưng mà nhiều người mua thì sẽ đẩy cái giá nó sẽ tiếp tục sẽ tăng lên. Tại vì do supply and demand. Số lượng nhà ít, nhu cầu người mua nhà vẫn strong thì cái giá nhà nó sẽ vẫn giữ như vậy. Và cũng có thể là nó cũng sẽ lên. Tại vì do là supply với demand. Thì nếu quý vị nào mà bây giờ mà vẫn chưa có mua nhà mà cứ nghĩ đắn đo mà cứ muốn đẩy cho thị trường nhà xuống để mới mua đó, thì có thể là không biết chờ đến không bao biết giờ được chờ đến bao giờ mà mới nó có xuống hay không. Đúng rồi, mình coi bởi vì thị trường nó rất là mạnh, phải không? Thị trường việc làm rất là mạnh, công an việc làm rất là mạnh. Bây giờ thì quý vị cũng biết là tất cả các hãng xưởng họ đều cần người cả, và họ trả sẵn sàng trả cái tiền lương nó cao hơn để có được nhân công như họ mong muốn. Thì đó là lý do mà cái thị trường việc làm nó mạnh như vậy thì cái thị trường nhà đất nó cũng sẽ vẫn mạnh như thường. Đúng rồi Minh Coi, và anh Minh Coi thấy không, cái thị trường bây giờ đó là trong cái mùa pandemic là cả thế giới ở đâu cũng chao đảo, thị trường đem doing well, mà là ngược lại ở nước Mỹ thị trường vẫn rất là strong, rất là mạnh. Mà especially mình ở trong cái vùng Bay Area này là phần đông những cái high tech company vậy, nó cũng doing pretty well, people vẫn có thể work from home, the more people distant, nghĩa là cách xa người ra thì họ sẽ lên mạng nhiều hơn, họ sẽ coi nhiều hơn. So that's why những cái hãng xưởng, những cái công ty ở đây vẫn rất là strong. Anh thấy stock market cũng vẫn mạnh như thường, người ta công ăn việc làm cũng rất là nhiều công ăn việc làm. Và cũng có nhiều người đó, không phải là họ không có việc họ làm, mà tại vì họ nghĩ trong cái mùa dịch này thôi, sit back, relax ở nhà, vẫn có thể collect những tiền trợ cấp thất nghiệp hay là những cái chương trình mà chính phủ hỗ trợ. Thì that's why đó, nhưng mà anh Nguyên Thôi thấy cái thị trường ở vùng Bay Area vẫn hold rất là strong. Cái số lượng người muốn mua nhà cũng rất là cao, anh thấy cái population thì ngày càng tăng. Mà người ta ở đây công ăn việc làm rất là, họ có làm rất là nhiều tiền. Mà có nhiều người họ suy nghĩ là ok, bây giờ những cái người ở vùng Bay Area này, họ thấy cái đời sống ở đây cao quá, họ dời ra đây thì thị trường nhà có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà họ dời ra thì cũng có người khác vào đây nhập cư vào đây. Đúng rồi mình coi, bởi vậy anh thấy bây giờ đó thị trường nhà cũng rất là strong, tiền lời đó thì cũng rất là rẻ, tiền lời của 30 năm chỉ có 2.625 thôi. Nếu vị nào mà có ý định muốn mua nhà đó thì cũng cái đó nhu cầu rồi. Bây giờ mình đi thuê nhà thì những cái số tiền mình trả tiền đó là hoàn toàn mất hết. At least mình mua nhà đó thì cái tiền lời mình không chịu thuế, mình vô tiền gốc, mình có thể add thêm phòng hay làm thêm cái này làm thêm cái kia để cho người ta thuê có thể phụ giúp cái tiền payment hàng tháng. Mà cái thị trường tình hình như vậy đó thì cũng có thể là cái nhà nó mình không mua bây giờ đó thì sau này rất là khó để cho mình có thể mua.
Bởi vì thưa quý vị, khó mà nói được tất cả những cái dấu chỉ kinh tế cho thấy là cái thị trường kinh tế nước Mỹ này vẫn mạnh như thường. Và nếu mà kinh tế nó vững mạnh như vậy, nhất là vùng B của chúng ta, các cái công ty và kỹ thuật cao họ vẫn tiếp tục đòi hỏi cần tuyển thêm người, cần tuyển thêm kỹ sư trả lương cao, thì cái thị trường nhà đất ở đây nó cũng sẽ vẫn rất là mạnh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết về thị trường nhà đất tại vùng Bay Area này, quý vị gọi số điện thoại cho Kennedy Ngô là 408-775-6563, 408-775-6563. Thì đặt trường hợp một người họ muốn mua nhà vào lúc này, thì họ cần phải chuẩn bị những gì để có thể mua được căn nhà như mình mong muốn? Thì thông thường quý vị muốn mua nhà đó, thì cái ba yếu tố quý vị cần phải có là income, credit với lại cái down payment. Thì đó, ở đây đó là Kennedy có thể giúp quý vị. Thứ nhất là get bị pre-approval, có thể coi mình có thể qualify mượn mua được cái căn nhà là bao nhiêu tiền. Rồi đó, cái bước thứ hai đó là Kennedy sẽ gửi những cái danh sách nhà trong cái khu vực nhà mà quý vị muốn. Và quý vị muốn cái nhà giá cỡ khoảng bao nhiêu tiền đổ lại, nhà single house, townhouse hay condo, thì khi mà quý vị gặp gỡ với Kennedy đó, thì Kennedy sẽ find out thứ nhất vì đủ tiêu chuẩn mua cái nhà là bao nhiêu, rồi cái location nào quý vị muốn mua nhà. Và Kennedy sẽ set up hot new listing là những cái căn nhà vừa mới lên thị trường, là những cái căn nhà đó sẽ gửi thẳng qua trực tiếp cho quý vị. Quý vị có thể coi thử coi mình thích cái căn nhà nó như thế nào. Thì có thể là quý vị thích căn nhà đó, thì Kennedy có thể arrange những cái thời gian để cho quý vị đến coi cái căn nhà. Thì tại vì nhiều khi mình làm việc chung với nhau một vài lần thì Kennedy có thể biết được là cái quý vị thật sự thích những cái căn nhà nào. Thì ở đây đó là Kennedy có thể, cái bước kế tiếp là Kennedy có thể, you know, ví dụ quý vị thích cái căn nhà đó rồi, thì Kennedy có thể giúp quý vị make an offer cái căn nhà đó để mình có thể thương lượng làm sao để cho quý vị có thể mua được cái căn nhà đó. Thì ở đây Kennedy làm rất là, you know, simple, đơn giản, dễ dàng. Có những người khách họ làm với Kennedy sau khi mà vô, nhiều khi nó do cái duyên nữa. Với lại Kennedy có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà thương lượng để làm sao work cho quý vị vô cái căn nhà. Thì quý vị có thể gọi cho Kennedy, thì Kennedy có thể giúp cho quý vị mua được cái căn nhà mà quý vị mong muốn. Thì cái số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563. Vâng, Kennedy sẽ giúp cho quý vị mua được căn nhà như quý vị mong muốn. Và đó là cái điều mà rất đông quý đồng hương tại đây, rất đông người đang chờ mua nhà, đang muốn mua nhà, mong mỏi tìm gặp một agent làm việc tận tâm, nhiệt tình và sáng tạo nữa để giúp cho mình mua được căn nhà như mình mong muốn. Và ở đây đó, Kennedy cũng làm luôn cả làm loan với lại làm real estate at the same time. Thì Kennedy có thể giúp cho quý vị cái tiền lời rẻ hơn. Và khi bị mua nhà thì có những cái cost, thì Kennedy cũng có thể giúp quý vị trong những cái cost để cho quý vị có thể dễ dàng mua được cái căn nhà. Và you know, thì tất cả mọi thứ ở đây đó là Kennedy có thể làm, quý vị đến một chỗ thôi mà có thể làm hết tất cả mọi thứ. Và những cái dịch vụ này quý vị không có trả bất cứ một cái lệ phí nào hết. Và số điện thoại để quý vị gọi cho Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Những người mua nhà như thế này thì họ phải trả cái lệ phí lúc này như thế nào em? Dạ, thì khi vị là người mua nhà thì vị không có cần phải trả cái bất cứ lệ phí nào hết. Thì thậm chí là pre-approval cho vị một cái lá thư để khi mà mình thích căn nhà thì mình vẫn có thể mua. Và những cái cost này nọ thì Kennedy cũng take care luôn cho khách hàng. Tại make sure đó là quý vị feel happy để làm việc chung với Kennedy, và Kennedy có thể giúp quý vị mua được căn nhà mà quý vị mơ ước. Thì nếu quý vị nào mà đã có mua nhà rồi mà bây giờ hồi lúc trước mình mua có thể là tiền lời mình cao, bây giờ mình thấy tiền lời rẻ quá, mình muốn làm refinance tái tài trợ được giảm tiền lời hàng tháng, thì bây giờ tiền lời của refinance cũng rất là rẻ. Refinance bây giờ chỉ có 2.625 cho 30 năm fix, và nếu mà 15 năm thì có thể là 1.875. Quá rẻ luôn. Thì cái này là tùy thuộc vào cái loan amount với lại cái điểm tín dụng. Nếu mà cái điểm tín dụng mình tốt, cái loan amount thì tùy theo mình. Nếu mình là loan nhỏ quá thì nhiều khi, you know, cái tiền lời của mình cũng có thể cao hơn một tí xíu. Tại vì ở đây cái này giúp cho vị làm đó là no point no cost, vì không có cần phải tốn kém bất cứ một cái lệ phí nào hết. Thì lần nữa, cái tiền lời của refinance tái tài trợ đó của 30 năm là chỉ có 2.625 và 15 năm chỉ có 1.875. Thì nếu vị muốn refinance tái tài trợ thì vị cứ vẫn có thể gọi cho Kennedy. Và thời gian mất bao lâu để có thể làm refinance hoặc là làm loan thì mất khoảng bao lâu? Thì thông thường trung bình nó là khoảng chừng trong vòng 30 ngày. Thì nếu mà cái hồ sơ simple đơn giản mà nếu mà không cần appraisal cũng có thể giảm sớm hơn 30 ngày. Dạ vâng. Rồi khi mình mua nhà như vậy mình phải chuẩn bị vấn đề điểm tín dụng như thế nào, hay là Kennedy có kinh nghiệm nào để giúp cho khách hàng
dễ dàng mua cái nhà lấy lô. Thì thứ nhất đó là quý vị phải gọi cho Kennedy, thì ở đây Kennedy cũng làm cho những cái mà giống như là mình có thể chứng nhận income, thì cái đó là simple đơn giản. Nếu có những cái chương trình mà không cần chứng nhận income mà tiền lời thì có thể là cao hơn một tí xíu. Thì Kennedy cũng vẫn có thể giúp quý vị làm cái approval để vì có thể mua nhà, hoặc là giúp vị tái tài trợ để giảm tiền lời với giảm tiền nhà, là nếu mà vị đã có nhà rồi. Còn nếu quý vị nào có nhiều căn nhà rồi, hay là bây giờ mình có ý định muốn bán nhà, thì Kennedy cũng có thể giúp cho quý vị bán nhà. Thì có thể là lúc trước mình mua nhà của mình đó là nhà mình nhỏ quá, bây giờ đó là mình muốn căn nhà to hơn, có điều kiện muốn căn nhà to hơn, có điều kiện mua căn nhà lớn hơn, hay là bây giờ lúc trước mình có công ăn việc làm ở đây mà bây giờ nó relocate đổi địa điểm thì mình cần bán cái căn nhà đó đi. Thì Kennedy cũng vẫn có thể giúp quý vị làm cái vấn đề bán nhà. Hay là nhiều quý vị bây giờ đó nghĩ ok, tôi là lớn tuổi rồi, bây giờ nhà có equity nhiều, hay là bây giờ tôi muốn đổi địa điểm để mình có thể đến một cái location khác, sống thoải mái hơn, sống thoải mái hơn, đời sống không phải là cao giống như là ở trong cái vùng Bay Area bây giờ. Dạ vâng, và Nguyễn Khôi có dịp đi gặp bạn bè thân nhân ở nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ, có nhiều nơi mà cái đời sống rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nếu mà chúng ta không lớn tuổi rồi, mình về hưu, có lẽ mình cũng không muốn cái pressure của đời sống nhiều quá, tại vì sống ở đây thì giá nhà nó cao, quý vị cũng biết rồi, giá sinh hoạt nó đều đắt đỏ cả, đi ăn nhà hàng nó cũng phải trả hơn cao hơn những người khác. Để tránh những cái đó thì có nhiều người chọn một cái nơi nó nhẹ nhàng hơn để mà mình sống khi mình về hưu. Thì cái vấn đề bán nhà ở đây vào lúc này nó là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta bán được căn nhà với giá cao, rồi sau đó thì mình có thể dùng cái số tiền đó để mình mua một căn nhà ở một nơi khác vừa đẹp hơn, mới hơn, rộng lớn hơn, thoải mái hơn, vẫn còn dư một số tiền. Dạ, còn dư một số tiền. Còn nếu vì mà relocate in giống như là mình đang ở California bây giờ, mình relocate, thí dụ có thể là mình cái nhà của mình bây giờ mình bán 1.3 triệu, và lúc trước mình trả cái lúc mình mua căn nhà đó thì cái thuế đất mình trả rất là rẻ. Bây giờ quý vị có thể relocate bất cứ cái chỗ location nào cũng được, quý vị có thể mua nhà cao hơn cái nhà mình có bây giờ cũng được, mà mình cũng vẫn có thể trả cái thuế cũ của mình bây giờ. Dạ, cái đó là cái hay. So that's why nhiều người bây giờ họ muốn thay đổi đi relocate, tại vì họ có thể vẫn có thể take advantage trên cái property tax cũ của họ. Dạ vâng. Và số điện thoại một lần nữa của Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Khi mà khách hàng họ muốn nhờ em bán nhà cho họ đó thì em có chuẩn bị như thế nào cho khách hàng của mình không? Dạ, thì ở đây đó thì Kennedy phục vụ trong toàn vùng Bay, thì Kennedy specialist là làm ở vùng San Jose, Mirvita, Fremont, Hayward, Newark, Union City and San Leandro, thậm chí Alameda. Kennedy cũng làm phục vụ trong những cái địa điểm đó. Thì ở đây đó, khi mà quý vị có nhu cầu muốn lúc quý vị thiên kiền muốn bán cái căn nhà, thì ở đây Kennedy thứ nhất là mình có thể run những cái comparable, những cái khu vực, trong cái khu vực đó cái nhà hiện nay đang bán là bao nhiêu tiền, là mình cần phải biết được cái competition của mình, cái giá họ để đáng bán là bao nhiêu, và những cái căn nhà đã bán rồi nó là bao nhiêu. Thì ở đó là Kennedy xong rồi, Kennedy có thể gửi danh sách nhà qua cho quý vị để quý vị có thể tham khảo trước, thì coi mình muốn bán cái căn nhà thì mình bán được cái giá là bao nhiêu. Rồi còn nếu mà quý vị đã ok, tôi quyết định rồi, tôi muốn bán cái nhà, làm sao có thể bán nhà nhanh giá cao, thì ở đây đó Kennedy thông thường thì giúp một cái người khách hàng đó là thứ nhất là cái căn nhà mình muốn bán, cái căn nhà mình phải sửa sang một tí xíu, hay là sửa soạn thì thông thường là Kennedy sẽ giúp khách hàng order cái home inspection để coi những cái gì mà mình cần sửa chữa, và sau đó Kennedy cũng coordinate những cái người contractor ở đây. Kennedy work rất là nhiều người contractor với lại người handyman, thì những cái người này có thể giúp quý vị sửa sang lại một tí xíu, và sau đó phần của Kennedy đó thì Kennedy sẽ cover giống như là cho người đến clean up, tẩy rửa, làm sạch sẽ hết tất cả những cái căn nhà cho quý vị, và mình sẽ bỏ đội ngũ trang trí vô làm cái nhà nó sạch đẹp hết tất cả mọi thứ, tại vì bây giờ thời nay ai cũng muốn mình lên trên mạng mình coi, mình thấy căn nhà đẹp, mấy cái lệ phí, mấy cái việc mà trang trí nhà cho đẹp, cho hấp dẫn đó, thì Kennedy làm cho khách hàng, Kennedy có trả tiền không? Cái này là Kennedy sẽ cover phần này cho quý vị. Quý vị không có cần phải trả những cái lệ phí này. Thì Kennedy trang trí, chụp hình, marketing, bỏ lên listing, do talk show, radio, truyền hình, hay là online marketing, làm sao mà trong thời gian ngắn nhất mà nhiều người coi cái căn nhà nhất. Và những cái này đó là Kennedy đều cover hết tất cả mọi thứ cho quý vị, vì không có cần phải trả bất cứ một cái lệ phí nào hết. Cái này đó là đã include vô trong cái commission rồi. Và quý vị chỉ cần nhớ một số điện thoại thôi để quý vị gọi, thì Kennedy sẽ làm việc với quý vị một cách tận tình để phục vụ quý vị.
Số điện thoại Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Em có điều gì muốn nói thêm nữa không? Dạ, thì ở đây là Kennedy, những cái căn nhà Kennedy cũng trong những tuần vừa qua thì Kennedy cũng đã bán xong hết tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ đó là Kennedy rất là available, vẫn có thể giúp quý vị có thể bán nhà và có thể cho vị 100% cái thời gian của Kennedy. Thì nếu vị nào mà có ý định muốn bán nhà hay là quý vị muốn làm refinance tái tài trợ thì vị cũng vẫn có thể gọi cho Kennedy. Thì Kennedy sẽ cover hết tất cả những thứ cho quý vị, giống như là clean up, trang trí, làm sạch sẽ hết tất cả mọi thứ. Thì nên vì muốn biết cái giá trị căn nhà của vị là bao nhiêu thì vị cũng vẫn có thể gọi cho Kennedy, và Kennedy có thể đến cho vị biết là đại khái cái nhà mình bán, nếu mình bán bây giờ đó thì mình bán là được cái giá bao nhiêu. Thì đối với Kennedy, Kennedy nghĩ đó thị trường cũng rất là hot, mình là người bán nhà thì mình cũng sẽ bán được giá cao và mình cũng bán nhanh chóng lẹ làng, nếu mà mình làm cái nhà sạch sẽ đẹp đẽ hết tất cả mọi thứ thì mình cũng vẫn có thể bán được cao và bán được nhanh chóng. Trung bình thì Kennedy thấy là khoảng bao lâu thì căn nhà được bán đi với Kennedy? Thì em á, thì em bán nhà rất là lẹ, có thể là trong vòng 5 ngày, 7 ngày. Wow. Nhưng mà cái thời gian mà prepare chuẩn bị đó thì cũng có thể là 3 ngày, 4 ngày. Tùy thuộc vào căn nhà nó có cần nhiều cái việc để làm hay không. Và những người khách mà họ làm với em đó thì họ feel very happy. Tại vì em lúc nào cũng go extra mile làm những cái việc mà có thể giúp cho họ làm sạch sẽ, đẹp đẽ và bán được giá cao hơn. Thì những cái gì em làm được thì em cũng đều giúp cho khách hàng. That's why những cái người khách mà họ làm với em đó, they always feel happy, feel great. Họ cho những cái chia sẻ những cái testimonial. Thì cái này là từ thật tâm, từ trong lòng họ cảm nhận là khi họ làm việc với em họ feel great, feel good. Và mình bán nhà được nhanh chóng và bán được giá cao cho họ. Và số điện thoại một lần nữa, Kennedy là 408-775-6563. Mình còn điều gì nói nữa trong tuần này không em? Dạ, thì ở đây đó thì Kennedy nhiều khi mình thấy mình chỉ có là trong cái việc mua nhà, bán nhà, làm loan thì Kennedy thì lúc nào cũng hết lòng với khách hàng. Thì Kennedy chỉ hy vọng được phục vụ cho quý vị trong cái việc mua nhà, bán nhà, finance, refinance. Thì ở đây đó giống như là Kennedy làm lại, Kennedy có thể làm những cái bán nhà, mua bán nhà, làm loan vùng Bay này, khắp vùng Bay này. Dạ, dạ vâng. Thưa quý vị, cần một agent làm việc tận tâm, nhiệt tình và có nhiều sáng kiến, cũng như thưa quý vị rất là may mắn, đem đến may mắn cho nhiều người khác, thì cũng là người có thể đem may mắn đến cho quý vị trong việc mua bán nhà hoặc là làm loan hoặc là refinance. Quý vị gọi số điện thoại là 408-775-6563, 408-775-6563. Cảm ơn Kennedy rất là nhiều và mình hẹn nhau tuần tới. Dạ, cảm ơn quý coi và cảm ơn quý đã lắng nghe Địa Ốc ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được phục vụ cho quý vị trong cái việc mua nhà, bán nhà, finance, refinance. Thì lần nữa, thị trường nhà cũng rất là hot bây giờ. Cái nhu cầu người mua nhà cũng rất là cao. Số lượng nhà thì rất ít. Nếu vị nào mà có ý định muốn mua nhà, mà đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng có đứng đợi hoài, mình đủ khả năng mua nhà thì cứ nên đi mua nhà bây giờ. Còn nếu quý vị nào mà đã có nhà rồi mà tiền lời mình đang trả cao, muốn refinance tái tài trợ được giảm tiền hàng tháng xuống, được giảm tiền lời, giảm tiền hàng tháng xuống, thì ở đây Kennedy cũng có thể giúp quý vị làm refinance. Bây giờ refinance của 30 năm chỉ có 2.87 năm. Còn quý vị nào mà có ý định muốn bán nhà, nếu vì ở trong những vùng San Jose, Milpitas, Freeman, Newark, Hayward, Alameda muốn bán cái nhà, muốn tham khảo trước khi mình quyết định bán nhà, thì vì cũng vẫn có thể gọi cho Kennedy qua cái số điện thoại là 408-775-6563, 775-6563. Cảm ơn em. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đây là đài phát thanh quê hương AM 1120, FM 1017, và nếu quý vị đang xem truyền hình thì đây là đài truyền hình quê hương 16.5 tại local của chúng ta qua bảng antenna, hoặc là qua hộp Uno thì là băng tần 103. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn em. Thank you, Khoi. Quý vị có nhu cầu mua nhà, bán nhà, làm loan hoặc refinance giảm tiền lời, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Thị trường nhà đất hiện nay ở vùng Bay Area vẫn là nóng nhất trên nước Mỹ. Nhu cầu người mua nhà càng ngày càng cao, tiền lời mua nhà đang ở mức thấp nhất 1.9 APR fix. Quý vị muốn mua nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy sẽ gửi danh sách nhà bán nóng nhất vừa lên thị trường mỗi ngày. Mua nhà với Kennedy, quý vị sẽ được tiền lời thấp. Kennedy sẽ trả closing cost cho quý vị. Quý vị sẽ dễ dàng mua được căn nhà cho mình và gia đình. Mua nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Nếu quý vị cần bán nhà, đổi nhà, với kinh nghiệm bán trên hàng trăm căn nhà, Kennedy sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 7 ngày và bán nhà được giá cao. Để biết thêm thông tin về giá trị căn nhà của quý vị online, xin vào định giá nhà miễn phí.com.
hoặc gọi ngay cho Kennedy 408-775-6563. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free trang trí nội thất đẹp cho người mua, free chụp ảnh video, thiết kế hình ảnh và flyer print, free tẩy rửa, làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Nhà của quý vị sẽ được quảng cáo mạnh mẽ nhất trên toàn trang mạng online, TV, radio và talk show. Nhà của quý vị sẽ được bán nhanh chóng hơn và bán được nhiều tiền hơn với Kennedy Ngô. Để được tư vấn miễn phí trước khi bán nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Nếu quý vị cần làm refinance tái tài trợ, hạ tiền lời và tiền nhà hàng tháng, refinance 15 năm fix 2.APR, 30 năm fix 2.5APR, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Cần mua nhà, bán nhà, làm loan, refinance, Kennedy Ngô 408-775-6563.